bác bị đụng xe phải không? Nhìn mặt là biết đụng xe rồi à. Bác mà đụng xe, bác đụng sơ sơ đó, con có cách làm cho bác bị chấn thương thọ não nè, tê liệt nửa người nè, ha, suốt đời ngồi xe lăn nè. Nhưng mà rồi chưa hết, rồi cháu sẽ làm cho bác là từ bị thương cho tới chết nha, ăn tiền bảo hiểm bác nghỉ luôn. Nhưng mà tôi không có bị đụng xe. Ủa vậy hai bác tới đây làm gì? Tôi con biết rồi. Bác Tài, bác năm nay bác bao nhiêu tuổi? Tao có ý kiến. Ý kiến gì bác? Mày làm ơn mày bỏ cái nồi dẻ này được không? Ủa, dạ xin lỗi. Mày làm luật sư hả? Mày bán chợ trời vậy? Từ từ chứ. Hỏi tuổi phải không? Dạ 85 đâu? Đây 85. 85, còn bác gái? À, tôi 80. À con nói này hai bác đừng buồn nha. Hai bác sống như vậy á là sống dai quá rồi. Con nhìn cái nét mặt, cái sắc mặt hai bác á cũng không sống khổ qua năm nay đâu. Hai bác tới đây làm tờ di chúc phải không? Trời ơi sao không nói sớm. Hai bác đúng là người lo xa. Để con lấy hồ sơ ra để làm cho hai bác. Bà nhắm cái tướng tôi có quánh thằng này được không? Bà ok cái tôi vớt nó liền. Vớt liền lập tức. Sao? Ông ơi, mắt tôi đã kèm nhèm rồi. Nhưng mà tôi thấy cái tướng ông mới bằng cái bắp đùi của nó à. Thôi tôi can ông đi. Tệ vậy hả? Ừ. Vậy là nhịn nó hả? Thấy chắc rồi. Trời ơi. Một câu nhịn là chín câu nhục. Bây giờ bà làm ơn bà hỏi nó thử coi nó đi xe gì. Luật sư ơi. Dạ. Vậy chứ chẳng hay luật sư đi xe gì vậy? Dạ, con đi xe bus. À không, xe Lexus. Dạ. Xe Lexus ông à. Bà phải mất xô lại coi xe nó màu gì, màu gì. À dạ, cái xe của luật sư màu gì vậy? Dạ, màu đen. Mà bác hỏi chi vậy bác? Ông ơi, màu đen. Chút nữa đó, ra ngoài bạc kinh lót nè. Bà nhớ chỉ cho tôi cái xe lất xịt màu đen. Mắt bà tỏ hơn mắt tôi. Tôi mà không đâm lũng bốn cái bánh xe của nó, tôi làm con nó à. Rồi tôi nhớ rồi. Mà ông tiểu nhân thiệt á, đi. Bác, cái gì? Trời ơi, con đâu có làm gì hai bác đâu mà bác đồ đâm bánh xe con. Cậu nói cậu không làm gì hả? Hồi nãy giờ cậu trù ẻo tôi nè. Con trù ẻo bác gì đâu? Cậu nói tôi đụng xe chấn thương sọ não rồi liệt nữa người là sao hả? Dạ tại hồi nãy con hiểu lầm bác gái bị đụng xe cho nên con mới nói vậy thôi. Rồi bây giờ tôi nói cậu nghe, giờ cho cái vấn đề đụng xe là hiểu lầm đi ha. Vậy là sao cậu hỏi tuổi tôi với tuổi vợ tôi rồi cậu trù tụi tôi chết sớm để làm giấy ly dị là sao, di chúc là sao hả? Ủa hai bác không đụng xe mà cũng không tới đây làm tờ di chúc thì hai bác tới đây làm cái gì? Tao tới đây tôi làm giấy ly dị được không? Ly dị? Hả? Mà bác ly dị với ai? Trời ơi cậu đẹp trai quá. Dạ cảm ơn. Ăn nói vô duyên. Còn câu nào có duyên hơn câu này không? Tôi tới đây tôi không ly dị với vợ tôi, không lẽ tao ly dị với má mày? Trời ơi, thôi bác ơi, tao bình tĩnh mà đừng có nóng. Để con hỏi, hai bác lấy nhau được bao nhiêu năm rồi? Bác làm hết hồn. Hết hồn như vậy? Giờ hỏi lấy nhau nhiêu năm hả? 55 năm rồi. 55 năm rồi? Sao bây giờ bác mới đồ ly dị? Cậu đừng nói tới cái chuyện đó nữa. Tôi đau lòng lắm. Cái chuyện này đó là ổng muốn cho tôi nào có muốn ở đâu. Tôi nói cho thiệt nha, chuyện này không phải là tại tôi. Nè nè, tôi hỏi bà nè. Bà đừng có vu oan cho tôi. Tôi hỏi luật sư nha. Hơn 50 năm nay rồi không? Đêm nào bà cũng chơi con kiểu một, bà chơi tới sáng luôn à. Tôi nè, ốm tới cỡ này nè là cũng tại bà không đó. Hỏi ai làm sao chịu đời cho được nè luật sư. Dạ.
Lực sư thử nghĩ đi, nếu mà đặt trường hợp lực sư nằm vô tình cảnh của tôi đó, 55 năm trời mà bà chơi có một kiểu một thôi, lực sư nghĩ sao, lực sư tính sao? Dạ nói thiệt cháu không có ý kiến, nhưng mà cháu nghĩ thì cái đó cũng là hạnh phúc gia đình, với hơn nữa bác là đàn ông đâu có lỗ lã gì đâu bác. Sao không, sao không lỗ hả? Tôi hỏi luật sư vậy, đêm nào nghe từ ngày cưới bà tới giờ 55 năm trời, đêm nào bà cũng kê cái miệng bà vô lỗ tai tôi, bà ngáy từ tối cho tới sáng. Tôi hỏi luật sư vậy, coi như luật sư chịu nổi không? Sao hồi đó bác không chịu nói với bác gái, bây giờ bác mới nói? Hồi đó làm sao mà dám nói hả? Hồi xưa đó tôi không ngái đó, thì ổng cũng lục đục suốt đêm hả. Còn bây giờ luật sư làm ơn luật sư nhìn ổng coi, nhìn giùm tôi chút đi. Luật sư thấy nhìn không? Cái gì? Đó, luật sư thấy rõ ràng giờ già rồi, hết xíu quách rồi. Bây giờ ổng lo ổng ngủ ổng dưỡng sức, ổng chờ chết. Thành ra ổng có complain là tôi ngái lớn như vậy đó. Bà nói gì vậy? Không phải sao? Nói thiệt với luật sư á. Không sao, bác cứ nói. Nói thiệt hay là nói xạo không thành vấn đề. Bác cứ đừng ngại, cứ nói. Sao kỳ vậy? Dạ tại vì luật sư với cháu á, trắng thành đen, đen thành trắng, không xạo là không có tiền. Ở Mỹ này nó xạo ở tù chết à. Người khác thì ở nó xạo ở tù, chứ luật sư như tụi cháu có bằng cấp mà không có ở tù đâu. Ra tòa cũng vậy à bác ơi. Bác ra tòa luật sư mà nói thiệt á, là thân chủ ở tù chết chắc. Ngộ quá ha. Vậy để tôi kể tiếp luật sư nghe. Yeah. Tôi hồi đó đó đâu có phải vậy, thời con gái son sắc cũng ngon cơm lắm chứ. Nói xin lỗi luật sư, tóc tôi đó hả, nó vừa nhiều vừa đen vừa dài cho tới đây nè. Yeah. Đằng trước tôi dày nè, đằng sau tôi dày nè. Trời ơi. Cái eo tôi có bay lớn vậy nè. Tôi á hả, mà Anthony lên đó, xin lỗi luật sư ạ, coi cũng không có đến nổi nào đâu. Bây giờ con người bằng vậy nè, nó bằng vậy nè, da mặt á thì nhăn như tóc tàu cái à. Phải rồi. Và bây giờ luật sư thấy không, ăn nói tráo trở ghê chưa. Không biết à, hồi xưa thằng nào nói với tôi đó, đi ra rủ tôi ra cầu Bình Lợi nhảy xong tự tử chết nếu mà anh không có lấy được em ha. Mà hãy hồi xưa đó mà tôi nghe lời ông á thì chắc đâu có còn đến mà ngày giờ này ông nói vậy. Ủa sao lúc đó bác không nghe lời bác trai? Tại ông hà tiện. Nếu mà nhờ vậy đó mà tôi không có nhảy không xuống sông mà chết, mà trôi sông chứ mất xác tới giờ luôn nữa. Bác gái, bác trai hà tiện gì vậy bác gái? Để tôi nói luật sư nghe, ông nói ông thương tôi, mà tôi nói ổng mà mua cho tôi cái phao đi, rồi tôi đeo vô đó rồi tôi mới nhảy xuống sông tôi tự tử tôi chết, thì ổng không chịu mua. Cái người hà tiện như vậy đó thì hỏi luật sư có đáng để cho mình chết cho người ta không? Dạ không đáng. Phải rồi. Sao không đáng? Vậy tôi hỏi luật sư chứ bây giờ luật sư theo phe nào? Hai bác ai trả tiền cho cháu thì cháu theo phe người đó, quyền lợi thân chủ là trên hết mà. Được rồi, bây giờ tôi trả tiền cho cậu, vậy là tôi là thân chủ của cậu. Bây giờ cậu làm cái giấy cho tôi ly dị với bà đi. Dạ được, dạ, cháu làm liền. Bác tên gì? Tôi cũng trả tiền cho luật sư. Luật sư phải làm sao đó, ổng không có được ly dị tôi. Ủa, bà trả bao nhiêu mà bà nói? Tôi trả gấp đôi. Gấp đôi hả? Gấp đôi thì được. Có kỳ không? Được không? Dạ không có kỳ, gấp đôi là hết kỳ rồi. Bây giờ bác là thân chủ của cháu. Vậy còn tôi? Còn bác hả? Bác bây giờ là nạn nhân của luật sư. Bây giờ để cháu làm lo cho bác gái, bác ngồi đó. Bác, giờ cháu sẽ làm hồ sơ xin cho chồng không được ly dị. Bây giờ bác nói cho cháu biết là nguyên nhân nào mà bác không muốn bác trai ly dị. Bây giờ tôi hỏi luật sư, vậy chứ luật sư vô nhà ăn rồi đó đi ra không có trả tiền á được không? Dạ đâu có được. Phải rồi, ổng cũng vậy mà tôi cũng vậy. Ổng chơi cái gì mà ổng chơi cắt cớ, ổng chơi ác ôn. Hồi tôi còn trẻ còn đẹp á, ổng làm thinh. Bây giờ ổng đòi xù tôi già rồi, ổng ly dị tôi ra rồi, tôi lấy được ai?
Tôi đâu có ngu đâu, đúng không? Quá đúng, trời ơi. Bác, cái lý bác nói ra đặt trên nền tảng quá là vững vàng. Nghe vừa hợp tình vừa hợp lý, nghe không? Cháu là luật sư nè, cháu nghe bác nói là cháu biết bác đúng phải rồi. Vậy bây giờ tôi hỏi cậu nghe, bây giờ tôi trả tiền gấp đôi của bà thì cậu tính sao? Còn tính gì nữa bác, trời ơi, cái lý bác nói ra nghe còn hợp lý hơn bác gái nữa. Ra tòa là bác thắng chắc. Sao? Tin lời cháu đi. Sao hồi nãy luật sư nói là tôi phải? Dạ đúng. Thì bác phải, bác trai cũng phải. Ai cũng đúng hết trơn đó. Tin lời cháu đi. Trời ơi, cái gì cậu cũng biểu tin lời cậu. Bây giờ cậu nói vòng vòng một hồi tôi không biết cái chuyện gì. Bây giờ cậu tính cái chuyện này cậu tính như thế nào? Còn tính cái gì nữa? Thì bây giờ cháu nhận luôn hồ sơ cả hai người luôn. Đã xong. Vậy là bây giờ cậu luật sư ở phe nào? Hai bác ai cũng trả tiền cho cháu hết. Cháu theo phe hai người luôn. Vậy giờ ông tính sao? Thì đường ai nấy đi, hồn ai nấy giữ thôi. Là ý ông là muốn đôi ngã chia ly đó phải không? Ừ. À, ông đã bạc tình á thì đừng có trách tôi vô nghĩa với ông nha. Luật sư. Dạ. Tôi đổi ý rồi. Bây giờ tôi muốn ly dị với ông. Bà nói cái gì? Trời ơi, dễ quá. Hai người ly dị hết thì cháu làm cái rụp sống liền. Sao? Dễ lắm. Tôi đâu có ký giấy tờ một cách thiệt thòi gì dễ dãi như vậy được. Sao vậy bác? Vậy chứ bà muốn cái gì nữa á? Bây giờ đó, nếu mà ông đó là muốn ly dị với tôi đó thì ông phải bồi thường cho tôi. Ông phải tài sản được chia ra cho tôi. Dạ đúng, bác nói đúng. Khi mà bác trai đi dị với bác á, tài sản chia đôi. Con cái thì phải chia. Chia ba hả? Vì sao chia ba bác? Chứ bây giờ nó lớn hết trơn rồi. Nó có chồng, có vợ, nó có con, có cái hết rồi. Bây giờ là chia làm sao bây giờ? Không lẽ tôi thằng bán, thằng này luật sư nuôi không? Tôi đưa con nó cho luật sư nuôi. Trời ơi, đâu có liên quan gì tới con đâu, bác không nuôi. Thì bây giờ ông đòi ly dị tôi thì ông phải bồi thường cho tôi chứ. Phải ông luật sư, có dạ, đúng như vậy hay không? Dạ đúng đúng. Để bác để cháu lo. Bác trai à, gia tài bác có gì? Dạ tự nhiên là đi nói cho người ta biết gia tài mình nè. Thì gia tài tôi còn được độ 100... 100 ngàn? Trời ơi, bác nói vậy sao giàu quá vậy bác? Không phải, 100 pound. Ủa, 100 pound gì? Bộ xương khô đây nè, 100 pound đây nè. Trời ơi, cháu đâu có hỏi bộ xương bác cân nặng 100 pound bao nhiêu đâu. Cháu muốn hỏi là, ý cháu nói là tiền mặt với lại nhà cửa đó. Nhà cửa hả? Dạ. Nhà cửa cái vụ kia khai luôn không? Khai phải. Nhà cửa thì tôi có 2 căn phố. Dạ. 3 là mỗi căn là 4 tầng. Trời đất ơi, vậy là bác giàu quá. Bác ơi, cái vụ này đó không có phải là nhỏ đâu nha. Cháu nghĩ là tốn tiền luật sư lắm đó nha. Ồ, tiền chuyện nhỏ cháu ơi. Cái 2 cái căn phố đó bây giờ đó, hồi trước là tôi cho người ta thuê. Dạ. Bây giờ là tôi cho người ta ở không luôn rồi. Ủa, gì kỳ vậy? Tôi cho người ta ở không rồi. Mà giờ cũng không biết nó trị giá nhiêu nữa. Hiến cho từ thiện rồi. Trời đất ơi, bác gái ơi. Vậy là bác trai đâu có cái gì đâu. Vậy sao mà bồi thường cho bác được? Tôi không cần biết. Bây giờ tôi già rồi, không ai lo cho tôi hết á. Mà ông đòi ly dị tôi á thì ông phải bồi thường cho tôi. Bây giờ tôi không cần chồng nữa. Mà vậy bây giờ bà muốn cái gì bà nói đi. Bây giờ tôi cần một người ở. Bây giờ luật sư, bây giờ ổng không có tiền á thì luật sư bắt ổng thế mạng vô, ổng phải bồi thường cho tôi chứ. Bây giờ ông phải làm người ở để ông lo lắng lại cho tôi. Bà nói giỡn trời hả? Bà nói như diễu ở trên TV hả? Trời ơi, làm chồng tôi còn chưa muốn nữa mà bây giờ biểu tôi làm người ở cho bà hả? Luật sư tôi đâu có đòi hỏi quá đáng phải không? Dạ, luật rồi. Sư dạ, mà bác muốn con mình ổng làm người ở thôi hả? Thì bây giờ ổng già rồi, ăn uống được có bao nhiêu đâu, mình ổng tôi lo nổi. Trời dạ ơi, như vậy thì dễ quá. Không sao, chuyện này coi như xong. Xong con khỉ á. Vậy chứ bây giờ ông muốn cái gì? Cái mạng của tôi bọn mấy người muốn định sao định hả? Tôi làm chồng bà tôi còn chưa chịu làm, bây giờ đi làm người ở cho bà. No way, không có chơi cái trò đó. Vậy chứ muốn cái gì? Bây giờ muốn cái gì? Bây giờ bà muốn cái gì nè? Bây giờ mấy giờ? Dạ. Luật sư. Dạ, trời ơi, bắt được làm. Ủa,
Bác là gì cũng phải hỏi giờ á. Bác nhiều, tên gì đó ăn quá vậy? Nhiều chị ăn mấy giờ đâu? Gì dạ 12 giờ rưỡi. 12 giờ rưỡi ha? Dạ. Hàng gì đó bụng thôi đi ăn bà ơi. Ủa đang kêu tới hỏi nữa. Ủa gì kỳ vậy? Rồi cái chuyện ly dị sao hai bác? Tôi quánh trong mặt mày chứ ly dị gì? Trời đất ơi, chứ bác hai bác vô đây hỏi tùm lum tà la rồi bây giờ không đi về khơi khơi vậy sao? Nói đi ông. À bị, đừng bình tĩnh, giờ tới phiên cậu bình tĩnh. Còn ngầu nghe nghe tôi nói là bị gì vậy nè, hai vợ chồng tôi già rồi cũng không có chuyện gì mặn rồi, nghe nghe trên đài radio á nghe nói là văn phòng luật sư của cậu á là quảng cáo trên đài á là tham khảo miễn phí rồi ly dị trong vòng tiếng đồng hồ, quẩn quá hai vợ chồng lên tham khảo chơi vậy thôi chứ già tuổi này ly dị ta cười chết thôi đi hả bà. Cảm ơn luật sư. Cảm ơn nha, lần sau tôi giới thiệu dài mà ông bà lên rồi tham khảo. Trời ơi, trời ơi, trên đời có những người quá rảnh như vậy không biết nữa. Trời ơi, bây giờ sao? Mở văn phòng ra, không có tiền trả tiền nhà. Trời ơi, kiểu này, trời ơi, chắc tôi chết quá rồi trời. Bữa nay là ngày tất niên, cũng thỉnh ông bà về ăn Tết với con cháu về gia đình, phù hộ tống tiễn năm cũ, phù hộ cho năm mới được mọi sự bình an vui vẻ, gia đình phát tài phát lộc, con cháu học hành tấn tới, gia đình đề quê. Cầu xin cho cái chuyện gì trong bụng con đó nó được thành công mỹ mãn đi. Dọn thì lâu mà cầu dài câu nó hết rồi. Đi. Mau quá chị. Gì vậy? Ba làm gì ba nôn nóng chứ rồi ba? Nôn nóng gì đâu mày? Ủa, ba đang chờ ai vậy ba? Vô duyên à? Con nít biết cái gì mà hỏi? Thì con hỏi đi cho con biết. Biết làm gì? Thì con biết. Thôi dẹp đi. Nè, nghe ta dặn chưa? Đó, những cái gì mà ba cấm kỵ trong cái ngày Tết á là mày có nhớ hay không? Dạ nhớ. Nhớ gì nói nghe coi. Hôm qua ba lẩm bẩm hoài con thuộc nằm trong lòng luôn á. Ba nói á là cúng tất niên xong á là những chuyện xui rủi á là qua hết. Đúng đúng đúng. Bắt đầu cúng năm mới. À. Cúng năm mới cúng cái gì? À, những cái gì tao cử là không có được đem về nhà, nghe chưa? Dạ, có nghĩa là không được lấy heo, được lấy bò. Tầm bậy. Sao ba đánh con? Con lấy bò rồi cả năm này gia đình mình bò lết rồi sao? Lấy heo, không có được lấy bò, nghe chưa? Dạ. Rồi còn gì nữa nhắc nghe coi. Dạ, không được lấy cầu dừa đủ xài chỉ lấy. Được lấy cam với chuối. Mày ăn cái gì mà mày khôn vậy? Tao lẩm bẩm nguyên một đêm hôm qua, tới giờ này mày quên hết rồi. Mày lấy cam cho cả năm mình phải cam chịu hả? Mày lấy chuối cho cả năm cha con mình chuối đầu chuối mũi hả? Nè, nhìn đi, câu vừa đủ sai, hiểu chưa? Dạ, rồi con nhớ rồi. Nhưng mà cũng tại ba. Tại cái gì? Hồi đó chứ nhớ con là quá tốt. Mà cũng tại ba nữa. Đúng năm con 10 tuổi á, mùng 1 Tết, ba kêu con mặc đồ đỏ chói đi chơi lô tô. Đó đúng rồi. Mặc đồ đỏ để cả năm nó phải hừng hừng như lửa, hiểu chưa? Hừng lên như lửa con không có thấy. Thì con cũng nghe là ba con mặc bộ đồ đỏ chói đi chơi lô tô, đi qua đám ruộng của dì Hai. Mém chút xíu nó bị đổ máu. Mất hơi đổ máu, tại mày bắt cẳng mày dắp mày té thôi. Không dám đâu, con bị con trâu nó rượt mém chút xíu bán mạng cho nó. Hèn gì, tới giờ này đầu óc mày không còn nhớ gì hết. Lẫn lộn luôn. Nhưng mà hên cho mày, mày không chết là nhờ mày mặc bộ đồ đỏ nó mới hên đó. Tại sao mà mặc bộ đồ đỏ lại hên ta? Thôi mày mà không mặc đồ đỏ là mày đi rồi. Không. Đây nè. Bây giờ nghe ba dặn đây. Dạ.
tất cả những cái gì quà cáp người ta đem tới nhà, dù có lớn tiền bao nhiêu đi nữa, dạ, cũng không được nhận. Đây nè, gà là một, vịt là hai, không được nhận. Dạ, con biết tại sao ba không nhận hai cái thứ đó rồi. Tại sao? Nói nghe coi, giỏi quá. Tại vì ba sợ H5N1. Mày đừng có vô duyên. H5N1 hả mày? Bây giờ tao hỏi mày, bây giờ nhận con gà là cả năm phải bươi móc chuyện thiên hạ để cho người ta quánh phù mỏ hay sao? Không được nhận vịt là tại nhận vịt đó là cả năm mình sẽ bị lạch bạch chậm chạp như một con vịt, thì chừng nào mới khá được. Dạ. Còn một cái điều nữa. Dạ. Bắp không được nhận bắp, hiểu chưa? Ủa, con nghe người ta nói là chắc chắn như bắp mà ta. Mày ăn bắp cho cả cái khi mà mày lên mày cần nói cái chuyện như người ta, cái miệng mày cứ lắp ba lắp bắp như vậy, ai mà nghe cho được, hiểu chưa? Dạ. Trời, bây giờ con bái phục ba. Gì? Đầu óc ba suy nghĩ quá sáng suốt. Nó tới nó lui, chắc tối nay con ra ngoài đường ở. Mất mấy là đường ở, tối nay là giao thừa, con phải ở trong nhà với ba. Con tin thiệt, có nghĩa là thiệt thòi thua thiệt. Chết mẹ rồi. Tối nay con ở ngoài đường chắc quá. Thiệt là giặc không ở đâu xa, giặc ở ngay sau lưng ta đó, trời ơi. Trời, con tại sao giỡn? Tao lại không suy nghĩ tao đặt tên con ta như vậy? Trời, con nói giỡn gì? Không lẽ tình cảm đôi mình chỉ thế thôi? Quánh chết cha mày cho tình cảm đôi mình hả mày? Nói cho mày nghe, suy nghĩ được rồi. Tên con không phải là thua thiệt, mà tên con ba đặt tên thiệt là thiệt gì? Thiệt thà chất phát, con hiểu không? Dạ hiểu. À, vậy là yên tâm ở trong nhà rồi chứ gì? Dạ. Ủa, ba đang chờ ai vậy ba? Nhiều chuyện quá. À, con biết ba chờ ai rồi, ba chờ con Mười. Bậy bạ, tự nhiên tao đi về đi chờ ba Mười. Vậy ba chờ ai? Cô Thập. Cũng là mười mà ta. Biết là còn hỏi nữa, mệt quá. Nè, ba nói con nghe nè. Tất cả những cái gì mà ba đã kiêng kỵ đó là cứ hễ ai đem vô là con phải đưa ra ngoài đường liền. Nhiều khi mình phòng hờ những cái gia đình nào đó mà nó ganh tị với gia đình mình, nó muốn hại gia đình mình tàn mạt là nó đem những cái thứ đó vô. Mà bây giờ ba tự hại ba rồi, ba chơi nguyên trái lê lê lớp nè. Hả? Chết cha. Lê đây hả? Ta tưởng táo. Mà không sao. Gì mà thằng bà con gái gì đó mà Cùng răng cái gì vậy? Mày mệt lắm hả? Cam chuối gà vịt, không thiếu thứ gì hết. Đem tới đây đó hả? Dạ. Mày ra mày biểu để ở ngoài đi, đừng có đem vô nhà. Cổ vô tới rồi. Ai vậy? Anh Ba không? Anh Ba. Sao ạ? Thiệt á, tôi chưa thấy ai mà ép ôn ngay cho con nhà anh á. Đỡ tôi ở ngoài đường mà tôi xách mà đi xiếng miếng. Trời ơi, con gà, con vịt thì tôi mua 2 con mà 2 con là 10 cân luôn nè. Trời, tôi nói anh nghe, công nhận nha, anh ấy đi chợ thiệt tình á là cũng qua đây phụ cúng anh tắc niên. Mà tại vì trời ơi, chợ sao mà gà vịt nó rẻ quá, thôi tôi sẵn dịp tôi mua cho anh luôn. Kem nè anh coi, cái kem là cái bự bằng cái đầu anh vậy đó mà nó rẻ có mấy ngàn cân à. Tính mua nguyên một cái cần sớ mà xách đâu có nổi đâu. Thôi lấy mấy ký được đâu. Rồi còn đây chuối nữa nè. Ta nói nãy nào phải đó, cái trái nè, cái đó nó to bằng cái cùi tay tôi vậy đó. Ăn cái này là thâu mệt nghỉ luôn á. Ăn cái này là 3 ngày tết ăn không hết luôn á. Anh làm cái gì vậy? Anh Ba, em tặng anh trái cây với đồ ăn, tôi làm cái gì mà anh ngốc xíu rồi anh xúc động hả? Nè, anh ơi, anh đừng có làm vậy, em ngại lắm, thôi đỡ em giật gió cho anh nha. Không, cái Ba con bị cái gì vậy? Mày hiểu hả? Trời ơi, dìa mười ơi, nhà có 2 cha con mà gì mua làm gì mua nhiều dữ vậy? Trời ơi, vậy mà cái gì mà nhiều con? Trời ơi, tết nhất mà ăn vậy là ít rồi đó. Em nói cho anh nghe, em có đẹp sáng cho anh rồi. Chiều nay là coi như là ta làm xong cái em đem vừa cho anh liền luôn á. Cô đem gì vậy cô? Trời ơi, dưới đầu xẻ này này ta mổ bò. Ta nói con nào con đó bị lớn bự như cái nhà này đó. Rồi em đặt sẵn là chiều em mang hẳn một cái đầu bò về cho anh ăn tết. Chưa gì hết là 3 con bò rồi đó. Không, chứ mình không bò, chứ cái đầu cũng đâu có bò đâu, không có giống đầu bò chút xíu nào á. Anh Ba ơi, em nói anh nghe nè,
Em mang cái đầu bò về cho anh ăn Tết, chứ em đâu có nói anh bò làm cái gì đâu, anh bò len bò lơi vậy trời. Hiểu là sức ngon. Tớ mà anh ăn chi. Ủa? Anh tính nói gì với em vậy? Người anh sao khách xéo quá à? Tự nhiên nói cái gì mặt khẩu không ai hiểu gì hết trơn à? Không mà, em nói cho anh nghe, thâu ba cái chuyện tụi mình á thì thâu đỡ ngày Tết rồi hai đứa mình đi chơi lô tô rồi có gì nấu. Có đứa nít đây tự nhiên anh đỡ nó nấu gì? Không không. Em ngại chết luôn anh ơi. Không, cái này phải nói, không nói là qua mùng 1 Tết là nó túi hẻo luôn á. Đâu cái gì hẻo ở đây nữa, tự nhiên cái anh thiệt tình luôn á. Thâu có thằng con anh đây rồi nói chuyện à, có gì mình đỡ cái chuyện đó mình nói sao đi. Không, cái chuyện này không gì để sao được. Phải nói liền, tôi bức xúc dữ lắm rồi. À thâu giờ con sắp ba cái đồ này à, con đem vô trong nhà trong đây. Con sắp đồ đem ra ngõ đi. Ờ con đem vô trong nha. Đem ra ngoài ngõ. Dạ, mình đem vô trong mà anh. Đem ra ngõ. Ủa sao đem ra ngõ? Ủa gì là sao? Dạ để con sắp đi. Ủa gì đem ra ngõ là sao? Trời ơi rồi tôi hiểu anh rồi. Trời ơi anh ba ơi, tôi nói anh nghe nè. Anh nói sao con người anh sao mơ tính hoài vậy? Không phải. Tôi nói cho anh nghe. Tôi cũng tất niên rồi, tôi không có nhận quà. Tôi nói anh nghe, người ta là người lạ, khách vô thì không sao. Tôi là người ở trong nhà với anh á. Bây giờ tụi mình coi nhau là một nhà rồi, sao tự nhiên kêu xách ra ngoài là sao? Cũng gì tất niên rồi là tôi không có nhận quà. Ủa vậy là có nghĩa là con người anh mơ tính gì sao anh ba? Người ta người lạ thì không sao, tôi á là coi như người trong nhà với anh đâu. Giờ cuối năm sau tụi mình cũng ấy đâu, tự nhiên cái giờ anh tính toán anh nấu gì sao tôi nghe không có lọt cái lỗ tai chút xíu nào hết trơn ạ. Khó nói quá đi. Trời mùng một Tết mà gì mùi đem mấy cái này tặng biếu nhà con là sao? Ủa thì bây giờ Tết nhất thì tặng cái này. Là tặng Tết thì người ta phải tặng gà, tặng vịt, rồi tặng kem, tặng chuối. Chẳng lẽ giờ tặng một ổ bánh kem cho chúng sinh nhật hả trời? Nhưng mà không mệt quá đi à. Trời ơi, ủa vậy là sao? Sao không hiểu gì hết trơn vậy? Dạ, để cho con nói nha. Nói cho dì à, dì mười hiểu nè. Có nghĩa là ba con kỵ những cái thứ này tại vì sao? Vịt á thì nó cứ lạch bà lạch bạch vậy, chậm chạp nó làm sao làm ăn. Còn con gà thì có ngày vui mất chuyện ngoài đời à, có ngày bị chúng đánh phù bỏ. Còn cam á là cam chịu bị người ta ức hiếp. Còn chuối là chuối đầu chuối cổ, làm ăn không bao giờ ngẩng đầu lên. Con là người trong nhà mà mém bị ba đuổi ra ngoài đường. Sao vậy? Dạ tại vì con tin thiệt mà. Thật thời thua thiệt. Trời ơi. Anh ba, em lộn, anh leo lên bàn đi, anh ngầu đây đi, để em quỳ em lạy em tới. Cô làm gì kỳ vậy? Trời ơi cô làm gì vậy? Em nở anh qua đâu ba ơi, anh làm sư phụ em luôn rồi đó. Trời ơi, anh làm gì mà anh mơ tính mà anh tưởng tượng như một nhà văn vậy sao? Trời ơi, tôi nói cho anh nghe, tôi sợ anh quá rồi. Tôi nói không chừng thôi, bây giờ tôi đi về đi ha, tôi xách đồ này về đi, tôi ra ngoài đường. Nguyên cái xóm này chắc người ta đồn đá tôi dữ lắm. Đồn cái gì mà đồn? Tôi nhục dữ lắm. Ta nói con mẹ mơ trai, xách hàng qua cho trai không chịu gạt gì à. Trời ơi nhục không? Có người nào mà nhục cho tôi không? Trời ơi. Mà không, được rồi tôi hiểu rồi. Không chừng tôi biết mà sáng mùng một Tết mà mừ mà có qua đây không chừng mừ bị đánh gãy giò luôn. Không có đâu, cô mà tới trước cửa là tôi rước cái tôi trải chiếu bông, tôi rước cô vô nhà luôn á, không có đuổi cô đâu mà. Phải không? Thiệt. Ủa anh không có suy nghĩ kỹ à? Suy nghĩ cái gì? Anh trải chiếu bông thì đối với mười là tôi không có suy nghĩ cái gì hết. Anh không nhớ tên tôi à? Thì nhớ chứ, Ngọc Mười, nó lạ lùng, nó quyến rũ làm sao ấy. Nhưng mà mừ ở trong bài người ta gọi là bù đó, hiểu không? Ông em tôi trong nhà là coi như nhà ông năm đó bù nguyên cả năm, ông hiểu không? Cái ca vậy mà sao tao không để ý ta? Giặc không ở đâu xa, ở ngay sau lưng ta đó. Ê, nói nghe nè, ông ấy đổi tên chính được không? Ông nghĩ sao vậy? Trời ơi chính hả? Ông nghe người ta nói hả? Ba chìm bảy nẩu chính lên đơn. Ông mà lấy tôi tên chính là coi như nhà ông mà năm đó là lên đơn ngoài đường luôn á. Rồi còn ông nữa. Ông có tên ba. Ba là
ba chìm bảy nẫu đó. Ba chìm là coi như là năm sau ông chìm ông chết ngọt ông luôn á. Tự giặt đâu ở đâu xe, giặt chính con người ông đó. Ông là giặt đó, ông là tên ba đâu, hiểu chưa? Sao kỳ vậy ta? Ngày xưa cha tôi đặt tên cho tôi, tại sao không lựa cái tên nào đặt đi, đặt tên ba để cho tôi chìm? Đó, nói người ta cho đã. Tôi nói nghe, bây giờ cái tên là cái tên để mình kêu thông, chứ đâu phải cái tên là đỡ mơ tính. Tôi nói nghe, bây giờ cũng cái nguyên cái đất nước này người ta cũng mơ tính như là anh đi. Rồi ai cũng đặt tên là Phước, là Thọ. Mỗi lần cái kêu Phước ơi, mấy chục triệu người người ta cũng kêu ơi. Rồi biết ai là Phước Thừa, ai là Phước Dạ. Con người anh mơ tính quá, biết tôi sợ anh luôn à. Bây giờ con người anh muốn phân tích không? Anh muốn phân tích phải không? Bây giờ anh tránh ra đi, con tránh ra đây cho gì? Anh tránh gian xe ra đi, để tôi coi cái bàn thờ của anh cúng hôm nay những cái gì. Đây, anh nói gà là bươi móc, anh cúng nguyên con gà bự chà bá lửa, anh thấy chưa? Đây, rồi đây, anh nói hả? Bánh tét để tôi dịch anh nghe, có nghĩa là năm sau người ta sẽ đánh anh tét, hai cánh anh ra. Đó, anh hiểu chưa? Rồi còn đây nữa. Đây, lơ, trời ơi, ông cúng nguyên một quả lơ, năm sau đời ông sẽ lơ thơ. Cầu, tưởng ông cúng cầu gì? Ông cúng cầu gai, năm sau nhà ông trông gai không, ông hiểu chưa? Trời ơi, ông đừng nói tôi này trái hồng nha. Cái này không phải trái hồng đâu mà là trái cà, đúng không? Trái hồng không có mua trái cà. Cà là cà chớn, cà cháo, cà pháo, cà nổ, thấy chưa? Đây, rồi tôi nói cho anh nghe, rồi còn cái gì nữa? Đây, xong, rồi tôi còn cái gì nữa, tôi suy luận nữa. À đấy nữa, anh cũng nhang làm gì? Nhang năm sau gia đình anh sẽ đi lang thang, đúng chưa? Cái gì à? Tôi nghe, tôi sẽ mang đồ ăn thức uống này qua tôi tặng cho anh Bảy. Tôi nói nghe, anh Bảy anh thương tôi dữ lắm. Anh rèn ở bên cả ngày cả đêm không ai mua đồ cúng cho anh. Bây giờ tôi qua, tôi cất mấy cái này tôi tặng anh cái lựu đạn, anh cũng vui nữa. Chứ đừng có nói gì là ba cái con gà con vịt này. Để tôi đi gì à? Thôi con, thôi đâu khóc. Mày đừng khóc, không có gì khóc hết. Tao đem qua mày, anh Bảy, không có gì phải khóc nghe con. Đừng kêu kẹp kẹp nữa, tôi đi à. Ơi, mày ơi. Mà... cũng mày không? Tại sao tại con? Tự nhiên mày nói ra chị vậy hả? Mày xách đi ra đường mày dục thi, còn mày đứng mày còn giải thích chi thì bây giờ cho bà giận tao bỏ bà đi hả? Cũng tại mày đó. Dạ con đi nè. Đối biểu, mày đi đâu? Dạ con đi kêu bà Mười. Mày kêu dễ gì bà Mười bà về hả? Dễ gì bà Mười bà về? Mày có biết, mày có biết gì lời nói của mày mà cha mày từ đây sẽ mãi mãi mất đi một người yêu hay không? Thằng cha Bảy đó là chó canh me con mẹ Mười thì lâu lắm rồi. Tao phải giành giật, mày biết tao giành giật tao phải dùng một cái gì đó mà trời cho tao, đó là nhan sắc để tao giành giật mà. Là gì vậy? Nhìn mắt ói. Quánh trong mặt mày cho ói. Mày dám chọc cha mẹ. Nhưng mà ngược lại, ngược lại thì cha Bảy nó be con hơn tao. Bây giờ làm sao đây? Tới cái lúc mà Mười qua nhà nó, xong nó sẽ nói một câu: mùng một Tết này Bảy sẽ qua nhà Mười xong đất, Mười có chịu không? À không được, câu đó ông sẽ bỏ nhỏ là: mùng một Tết này Bảy sẽ qua nhà Mười xong đất, Mười có chịu lấy Bảy không? Ai cha, ta không thể nào suy nghĩ được cái câu đó nữa. Bây giờ nhà cô Mười hướng nào? Dạ. Một Tết tao phải qua nhà cô Mười mới được. Tao tuổi Hợi, Hợi mẹ Mười tam hạp, năm nay thầy biểu ta xuất hành hướng Bắc. Ủa mà con nhớ là nhà cô Mười hướng Nam hả? Ngược hướng rồi. Bây giờ muốn qua nhà cô Mười phải sắn qua một cái nào đó hướng Bắc, xong xuôi rồi từ cái đó mới vòng ngược về nhà bà Mười. Được rồi, mùng một Tết tao sẽ xuất hành hướng Bắc. Về đừng có giận ba con đi thiệt á, tại con nói thiệt chứ mà không? Thao, tôi nói thiệt ở đầu, tôi sợ những ai nó léo á. Ba con anh mới sáng mùng một qua đây thì xèo léo với tôi, nói là tí nữa ba con qua. Sáng giờ tôi ngồi tôi chờ mày, cái cố tôi riết nó dài nha, cái con hưu không thấy ba đâu hết trơn. Đầu năm đầu tháng á, con với ba con đừng có rú nhau nó léo cái gì. Đâu đỡ gì ngồi gì chờ đậu tậu gì lắm, mà sáng nay bao nhiêu người bạn trai đến đây rú gì. Đi chơi, đi xem que, đi xem hậu chợ mà gì đâu có đi đâu, gì ngồi đây gì đợi ba con hoài à. Con nó léo nào thì léo, con nó
chết lèm. Thôi, Quyến sướng đầu nó nhảy trong họng tôi, nó ngồi nó nhảy tiếng tôi kìa, nó leo kìa. Ông không có thiệt gì hết đâu ông ơi. Trời ơi, con tên thiệt là thiệt thà đó. Ba con nói thiệt chứ bộ nè, ba sáng sớm tàu mời sáng không, ba con mặc một bộ đồ cực kỳ đẹp luôn, xuất hành hướng Bắc. Du Duyên, nhà gì hướng Nam mà sao tự nhiên đi hướng Bắc là sao? Có nghĩa là ba con nói á, là thầy bói nói ba con là năm nay phải xuất hành hướng Bắc mới hên, nên ba con mới xuất hành hướng Bắc vía thằng Tài đó mà. Rồi xong hôm qua đây. Vậy là tôi biết rồi, tôi hiểu lòng ba anh rồi. Ba anh đi qua hướng Bắc á là đi qua nhà bà 11, nhà 12, 13 nào chứ làm gì mà nghinh tiếp tài thằng nào ở đây. Rồi đi đẻ nào qua đó rồi mới lạng qua tôi, không chừng sạch sợ chiều mới tới ổng rồi mới có cái bản mặt ổng tới. Không phải à. Thôi vậy thiệt á, tôi hy vọng càng thấy coi như thất vọng. Tôi chém ba anh quá à. Không phải, ba cũng đi với thằng Tài mà. Với thằng Tài sao giờ này làm gì chưa tao? Đầu hoài ổng tới. Trời, ông tới mà sao có tiếng ngừ ở đâu mà rên ngữ. Trời, đầu năm đầu tháng ai làm gì mà nằm rên quá trời quá đất luôn vậy trời. Con nghe cái giọng này quen lắm á chị Mười. Mẹ! Trời ơi! Thấy anh không vậy? Trời ơi! Trời mẹ ơi! Sao tự nhiên cửa trước ông đi rồi ông đi ra cửa xe làm chi vậy? Sao người ông té tâu té vậy ông? Tại đây coi! Trời ơi! Mùng một Tết mà tôi tưởng là tôi gặp cái ban không à? Sao vậy? Thầy coi nói là phải xuất hành hướng Bắc mà nhà của Mười hướng Nam. Thứ tôi phải xuất hành hướng Bắc. Xuất hành hướng Bắc để gặp tài thằng á hả? Bây giờ gặp cái gì vậy? Ông gặp cái gì mà cho người ông nó vốn giết quá à? Con ơi! Trời ơi thiệt ơi thiệt. Đó thì coi đi hướng Bắc đó, đi gặp tài thần đó. Thì cái này ba nói mà. Thì đó, tao đi hướng Bắc là tài, có biết đâu tao ngắm hướng Bắc tao đi là trúng ngay cái hầm cá dồ của ông Sáu kìa. Rồi vậy là ba gặp khủng bố rồi chứ đâu phải là gặp dí ông Tài đâu. Đâu thì tao chui xuống luôn, tao lội luôn. Bây giờ là lỡ rồi tao lội luôn. Lội lên xong rồi đó, là chó nhà ông Sáu nó dí nó chạy. Bà mẹ nó tao ban bao nhiêu bụi cây tao ban hết. Trời ơi, hèn gì quần áo đầu năm mới mà nó tả tơ. Đâu chưa, lúc đó là chưa tả tơ đâu. Hả? Rồi xong sao? Trời hồi gặp nguyên cái lùm xe hàng rào của nhà ổng đó. Rồi ổng ban vô? Chưa, đâu có ngu gì ban liền. Hả, con biết rồi, vậy là ba không có vô mà là ba leo. Tao cũng không leo luôn, tao phải đứng tao suy nghĩ, tao đấu tranh tư tưởng, tao coi cần phải leo hay không. Chà, cái này gai nhiều quá, mình có phải vượt qua cái này không? Nếu không vượt qua cái này quay ngược lại là hướng Nam rồi, không được rồi. Mà phía sau vẫn còn có chó đúng không? Chó giận dí mà. Rồi xong sao? Không mình quay lại với chó hay không quay về với bụi tre? Cái hướng này là đúng là tài thần rồi, là chui vô luôn trong bụi tre. Hên quá, có mấy đứa nhỏ nó đi chùa nó lâu ra hơn chứ không thôi nó cào xước hết tao rồi. Trời, tôi thắc mắc quá. Ông biết ông té nhiều quá, ông bị chó cán, ông bị tẩu quả không? Ông nó chui vô bụi tre mà giờ người ông bèo với lại lục bình không là sao á ông? Bèo lục bình là tại muốn đi qua nhà em anh phải đi vòng ngược lại một đường nữa, là phải lội qua cái đìa nữa mới tới. Trời ơi anh leo lên nóc nhà, anh leo vô bàn thờ em đi, anh ngầu đi đã đặng em ngồi tới anh luôn đi. Trời ơi anh ơi là anh ơi một tới anh đừng có lại tôi. Anh ơi trời em nở anh luôn á, em phục anh luôn á, anh quá đáng quá thừa. Anh ba anh nhiêu tuổi nào? Anh bốn mấy tuổi rồi, bây giờ anh mới có một mụn con. Tại sao anh ớ vợ? Tại vì suốt ngày anh cứ kén, anh chọn, anh tìm người hợp tuổi với anh. Rồi anh mới cứ được một bà. Trời ơi, tôi nói tội nghiệp cái bà đó. Giờ tôi nghĩ là bà vợ cũ ông tôi thương quá trời. Cái ngày mà chị sanh nở đúng nhầm cái ngày Tết mùa xuân, con biết không? Tội nghiệp má con lắm. Lý ra là má con nó đẻ xong nằm ổ là phải được nằm than. Ba con sợ than đen ngừ, đen nhà,
Còn ba con cho bà nằm lửa, má con nằm lửa, Phật cháy luôn cái nhà, cháy luôn má con. Bà cha ai quá. Chứ còn cái gì nữa? Có ai như ông không? Sao ông kiên cử thì ông kiên cử quá trời quá đất luôn à. Tôi biết từ sáng bây giờ tôi chờ ăn, tôi chờ mòn mỏ riêng cái cổ tôi nó dài như một cái con cổ hưu. Trong khi anh Bảy thợ rèn cao to lực lưỡng như vậy tôi không chịu. Ông dẹp đi. Người ta rủ tôi đi hậu chợ cho lô tô kìa. Đừng có nhắc tới ông Bảy thợ rèn, tôi nổi điên á. Bây giờ tôi biết rồi. Đây nè, cái hậu quả đây. Cái hậu quả của tin dị đoan đấy. Hậu quả của mê tín đây. Đó. Hậu quả của kiên cử đây. Anh biết rồi. Mày đừng có nhìn nha. Dễ của ba ơi. Trời ơi. Nhưng bà gì cô Mười mày thấy đẹp. Trời ơi, không dám đâu. Ngày xưa tôi thích anh, tại vì tôi thích anh thiệt thà, anh dễ thương. Càng ngày càng lúc càng. Thôi được rồi mà, tôi biết rồi. Tôi nói nha nè, tôi bây giờ bỏ không. Thôi không có mê tín nữa đâu. Khi nào mà một ngày nào đó ông đi coi bói, thì bói nó là Tết này phải cần cứu sống một cô gái còn trinh tiết. Ông Trần cũng đưa tôi ra. Trời ơi, năm nay tôi 40 tuổi rồi, tôi vẫn chờ đợi ổng. 40 tuổi còn trinh tiết rồi, ông đem ông cúng tới sống tôi rồng rồng. Ông mệt quá. Trời ơi. Sao anh còn suy nghĩ còn nhiều hơn tôi. Đứng lại đi. Bè ông. Mệt quá. Tôi mệt mỏi. Đứng yên rồi. Bây giờ tôi nói rồi. Bây giờ trước mặt cô này với lại trước mặt con tôi nè. Là tôi hứa là tôi không có kiên cử nữa. À. Thôi bây giờ tính về luôn đi. Bây giờ tía tính về mà chịu không nè. Tính sao? Người ta nói là ra duyên là cưới được rồi. Nhưng mà bây giờ đó là không có chờ ra duyên. Sao? Là tại vì đi coi thầy á, nói là ngày mùng 9 cưới là tốt nhất. Trời ơi, tôi nói cưới là cưới trong ngày mai, ngày kia đi rồi bây giờ còn đợi đến mùng 9 nữa là sao? Trời ơi, nãy ba mới hứa là không có mê tính gì đâu. Nói tới nó lui, ba cũng mê tính gì đoan lại à. Bây giờ nếu mà hai ngày nữa anh không cưới tôi nha, tôi đi ra tôi cưới anh Bảy thợ rèn liền. Anh Bảy thợ rèn bây giờ tôi nói một tiếng là tôi ok làm vợ ổng là coi như ổng cưới tôi liền trong một tiếng đồng hồ. Bây giờ anh không chịu mà anh đợi tới mùng 9 nữa là tôi qua thành 41 tuổi rồi. Cái ngưỡng cửa đó tôi già rồi, anh hiểu không? Là tôi ổng chờ rồi, thôi tôi đi với anh Bảy thợ rèn. Thôi khỏi cần coi ngày. Ngày nào 10 triệu là 3 triệu. Bây giờ nè được không? Trời ơi, vì mười tính cái này á, hồi sớm mà nghe. Vậy là ta chịu rồi chứ giờ sao giờ. Thì sẵn hôm nay coi như đầu năm tháng, coi như lỡ Tết vui vẻ ở đây, ta cũng có lỡ Tết cứ luôn đi. Thôi ấy, thôi vô nhà đi, tôi thay đồ xong rồi cúng ông bà cái rồi. Rồi sẵn đây tôi báo cho một tên ông hú hồn, có ai là sư hận mê tính của ông này nè. Cái gì? Tôi đi coi bói rồi, thầy bói cũng nói với tôi, cái số tôi là phải lấy chồng mà coi như là không được đẻ, nên tôi quyết định tôi lấy ông mà có đứa con khỏi đẻ, tôi có lời đẹp hoài. Trời ơi, bà còn mê tính hơn tao cơ mày. Trời ơi. Công cha như núi thời sáng. Hiểu.
Ừ đúng rồi, thì con là cháu của nội. À đúng rồi đúng rồi. Ủa vậy mày là thằng nào? Con à, là thằng Tèo, cháu của nội, nội nhớ chưa? Tèo là cháu của nội. Ừ đúng rồi, cháu của nội tên Tèo. Đúng rồi. Đúng rồi. Nội nhớ rồi, mừng quá. Trời ơi, bổ cha mày, làm như là nội lẫn vậy không bằng à. Nè, mặc áo vô coi. Con nói rồi, cái áo này nó nhỏ xíu, con không mặc không có vừa. Ủa mà ba con đâu, thằng hai đâu rồi, đi tìm nó coi. Cha con đi đóng cửa rồi. Mà thôi, à, nội ngồi đây đi. À, con đi lấy cơm cho nội ăn, chịu chưa? À, nhưng mà nội nhớ nha, đừng có cho ai vô nhà mình hết á. Nội nhớ rồi. Nếu mà cho ai vô nhà mình á, người ta lấy hết đồ á, làm nhà mình tiêu luôn á. Nội nhớ rồi mà. Nội ở đây nha nội. À, đừng có cho ai vô nhà nha nội. Nội nhớ rồi. Nội nhớ nha nội. Rồi. Trời đất. Nội nhớ nha. Kỳ cục vậy ta. Dạ. Làm gì vậy? Con lăn chung chơi. Con lăn cái gì đi tìm cho cái búa cho cha coi. Ủa nội, chơi gì vậy con? Con chơi gì đâu, con với cha đang tìm cái búa mệt muốn chết nè. Ờ vậy hả? Kỳ cục quá. Cái búa về mỗi lần đi làm về là để lại chỗ cái góc này. Mà cha có nhớ kỹ là cha cắt ở đó không? Có, cha đi về là cha để đó chứ để đâu. Không lẽ nhà mình lại có ăn trộm hả? Cái gì? Con muốn nói cái gì? Ăn trộm hả? Ai ăn trộm? Nó phải không? Nó, con là thằng Tèo. Không phải má ơi, thôi má qua đó má ngồi đi, má đừng có chạy lung tung nữa. Ờ, mà má có cất cây búa của con không? À, có thấy. Cất ở đâu? Trong tủ á. Ủa gì kìa, sao nãy giờ nội ngồi đây mà nội thấy ở trong tủ? À, gì sao má không, má thấy trong tủ rồi đâu, má sao má không đưa ra cho con? Trời ơi, thì đó cây kiếm mà ba con đi chinh chiến má cất kỹ lắm trong tủ á. Trời ơi má ơi, con kiếm cây búa cho con kiếm cây kiếm làm cái gì mà. Ủa, kiếm cây búa hả? Con kiếm cây búa. Cây búa đi chặt củi á nội, chứ không phải cây kiếm đi đâm đâm. À, vậy sao nãy giờ không nói? Trời, nói nãy giờ. Để má lấy cho. Nói nãy giờ. Cha biết liền, cha biết là nội con giấu cho không ai hết á. Đúng rồi nha. Cái này á, để vô cùng bí mật. Má không có cho ai biết hết á. Con cũng đừng cho ai nhìn thấy nha không? Trời ơi, ai mà thấy chỗ làm cái nào gì? Mà kính nè, quá vậy? Cái này là chiếu chỉ của vua ban cho ba con đó. Trời đất ơi, má ơi, con kiếm cây búa. Con kiếm cây búa, con đi đi chặt củi, chứ không phải con kiếm cái này. Trời ơi, sao nãy con không nói? Nói nãy giờ rồi. Con có nói hả? Có, con kiếm cái búa, hồi nãy giờ kiếm cái búa mà. Cha con nãy giờ nói mà tại vì nội không nhớ đó. Ờ, rồi để má vô má lấy cho. Trời ơi, đâu có gì đâu. Mệt dễ sợ luôn. Đây nè. Bà nội con cất cho mai trần á. Nè, mà giờ hỏi ra, ra là bà tự ái. Nè, nói ra. À, ăn cơm đi rồi con đi học. À, hai, ăn cơm đi rồi vô má tắm cho, nhanh lên. Ngồi xuống nè. Má ơi. Hả? Bây giờ không phải là con muốn ăn cơm. Chị... con nói là con muốn kiếm cái búa. Cái búa nè nè. Trời ơi, sao nãy giờ con không nói? Trời ơi. Thôi thôi được rồi, để má vô má lấy cho. Cha còn chết đi bà nội luôn quá trời. Cha chết trước rồi. Hồi nãy giờ đó bà nội. Cái kiểu cha... này là tìm cái búa tới ngày mai luôn. Bí mật sao? Bữa nay cha khỏi đi đúng không? Cái này là thượng phương bảo kiếm của vua ban cho ba con đó. Nữa thượng phương bảo kiếm nữa. Thôi được rồi, cho con coi cái thượng phương bảo. Trời ơi, đúng rồi, cái thượng phương bảo kiếm đây. Không có cái này là cả nhà chết đói luôn rồi. Ừ. Cảm ơn cái thượng phương bảo kiếm Hoàng Thái Hậu. Con đi củi đây. À, cha ơi, nhớ về với con nghe cha. Giờ thượng phương bảo kiếm đông quá ra là cái búa. Con cho nội ăn gì vậy? Con cho nội ăn xả á. Cái này đâu phải xả. Cái gì hả nội? Cát. Hả? Úi trời, hồi sáng đi dọn dẹp sạch sẽ rồi, bây giờ làm gì mà một đống thù lù trước sân thay gom vậy?
má mới sắp ra đó. Bộ má tính đốt lửa ung khói hả chi vậy? Ủa thằng Tèo đâu má? Không biết, hồi sáng giờ không có thấy nó. Ủa, ê, cậu là ai vậy? Con là thằng Hai nè. Hai hả? Ủa, con đi đâu mới về vậy? Đi đông cụ về. Trời ơi, mệt lắm không con? Mệt muốn chết luôn. Ủa, mà cậu là ai vậy? Con là thằng Hai. Ủa, con đi đâu mới về vậy? Con hả? Đi đông cụ về, trời ơi. Ê, mệt không con? Má mệt không? Mệt. Má mệt hả? Má mệt nghỉ ngơi đi. Con cũng mệt gần chết rồi, có mấy câu hỏi miết. Ủa mà thằng Tèo đâu? Không biết nữa, nó đi đâu đó không biết. Sáng giờ không thấy nó. Thằng này nó đi đâu ta? Thôi con đi tìm nó nha. Chứ lỡ nó lọt sông rồi nó mất công lắm á. Chừng nào nó về đó, má nói nó ở nhà chờ con nha. Mệt ghê vậy đó. Thôi con đi nha má. Thằng này nó đi đâu kìa? Tèo ơi! Tèo! Tèo ơi! Thằng này đi đâu mà lính qua lính quýnh vậy không biết nè. Không biết ai vậy ta? Cha ơi! Đợi con với cha ơi! Cha! Cha! Ủa nội! Hả? Con mới nghe tiếng của cha con mà. Đâu có đâu. Thì sao con nghe kìa? Không biết. Không biết nữa hả? Nghe cha nói con đi đâu? Cái gì mà ra suối rồi vậy, chết đuối gì không biết nữa. Trời ơi, vậy cha con té sông. Ủa mà sao nội biết? Nó mới nói tức thì nè. Mới nói hả? Ừ. Thôi để con đi tìm cha con. Ừ. Cha ơi, cha ơi là cha. Thằng này là ai mà chạy lính qua lính quýnh nha. Cha ơi, cha ơi. Mày đi tìm cha mày chạy qua mày tìm không ra. Đi đâu vậy? Dạ con đi tìm cha. Mắc mơ đi tìm cha. Nội nói cha té xong chết đuối mà. Trời đất ơi, con ở với nội bao nhiêu lâu rồi? Bà nội bị lẫn mà. Bà nội nói tùm lum tùm la, con tin bà nội làm cái gì? Chạy như vậy hả, lỡ mày té xong rồi sao? Con đâu có ra ngoài sông đâu. Mệt muốn chết luôn à. Con đi lấy cơm cho nội ăn chứ bộ. Ngồi xuống đi. Dạ. Tìm con cha chạy mệt muốn chết luôn. Cha mà con không mệt à? Mà cha... con nghe lời bà nội làm gì? Bà nội lẫn rồi. Cha, tại sao bà nội lẫn vậy cha? Thì bà nội già rồi bà nội lẫn. Tại sao già vậy cha? Thì bà nội sống lâu rồi bà nội già. Tại sao sống lâu mà già cha? Thì lâu năm rồi cái con người mình nó quéo lại nó già. Vậy cha sắp quéo giống như bà nội vậy hả cha? Tao sắp rồi. Vậy chừng nào tới con? Yên tâm đi, ngày đó sẽ tới thôi. Dạ. Mày cũng sẽ quéo như cha mày, rồi quéo như bà nội mày. Hỏi tầm bậy tầm bạ không à. Con sẽ chờ đợi nó. Yeah. Thôi cha ơi, mình đi về đi cha. Thì đi về chứ, nghĩ mệt chút là phải về chứ. Dạ. Ngồi đây hoài mệt quá. Hay nha. Mà con biết không, dạ, mấy người lẫn mệt dữ lắm con ơi. Dạ. Biết người ta lẫn cũng... Cha. Hả? Cha. Muốn biết người ta lẫn thì làm cách nào cha? Thì mấy người già họ lẫn rồi đó, họ không có nhớ chuyện bây giờ nhiều, mà chuyên môn nhớ chuyện ngày xưa không à. Rồi cứ lầm bầm một mình vậy đó. Dạ. Còn ruột đánh người ta cắn người ta là sao cha? Ruột đánh người ta cắn người ta là điên, chứ không phải là lẫn, con hiểu không? Dạ. Vậy cái nào nguy hiểm gì cha? Nói chung là cái nào cũng nguy hiểm hết á. Thôi đi về đi. Bà nội ở nhà, bà nội nấu cơm xong rồi lỡ bà nội ấy là làm trái nhà là chết luôn á. Dạ. Đi về. Lớn cái gì già? Già cái gì lớn tuổi? Lớn tuổi á, tại vì quéo lại. Ba vui quá. Mày lẫn luôn rồi. Ủa má làm gì vậy má? Cái gì? Hả? Đừng có la lớn nha. Má cho con cái này nha. Cho gì? Tiền. Tiền? Đi. Ở đâu má có? Thấy rồi thấy đó. Ba. Má ơi, cái này là lá cây chứ không phải là tiền. Một tiền. Cắt đi để người ta thấy mà. Má ôi, còn thì mấy cắt. Mấy cái vàng lá ở đây nữa nè. Đây nè. Cắt đi. Không
Không phải đâu, nguyên cái đống này là vỏ cây với lại lá thôi, đâu phải tiền với vàng đâu. Trời ơi má ơi, cái này đem đốt đi, đừng có để làm cái gì không phải tiền. Con không tin má hả? Cái này của ba con để lại cho má mà. Thôi cái này dơ lắm má, đừng có lụm nữa. Thôi má vô nghỉ đi. Lá cây hả con? Lá cây không hà. Đốt hết con. Rồi đốt hết, thôi để đó đi. Chừng nào muốn đốt là đốt. Thôi vô nghỉ ngơi đi má. Kỳ quá ta. Vô nghỉ đi. Mình nhớ hồi trước đâu có như vậy đâu ta. Mà sao giờ má mình lẫn quá vậy? Làm cái gì cũng không biết làm cái gì. Ngày xưa má mình ở một tay lo ruộng vườn quán xuyến, bây giờ không có biết làm cái gì mà còn gây rối tùm lum tùm la ở trong cái nhà này. Thiệt. Bởi vậy con đố cha con lại. Đố thằng cha mày chứ đố. Hỏi một đường thử lần nữa. Làm gì vậy? Con đố cha cái này là cái gì? Không lẽ là tiền? Con đố cha mấy cái này là cái gì? Mày đừng nói tao cái này là vàng nha. Vậy con đố cha một lần cuối nè. Con giống cha hay giống mẹ? Giống bà nội mày. Rồi cha lẫn thiệt rồi. Mày làm gì thằng quỷ? Hả? Mày làm gì thằng quỷ kia? Tao gặp cái chết cha mày bây giờ. Vô có đánh người. Không lẽ lẫn mà còn điên? Điên thằng cha mày chứ điên. Tao vậy mà điên hả? Nói tầm bậy tầm bạ không à. Đang bực bội gần chết à. Vậy sao? Tự nhiên cha ngồi đây cha nói lẩm bẩm chuyện ngày xưa đó. Thì tao nhớ lại, giờ thấy bà nội lẫn như vậy, cha mới nhớ lại cái chuyện ngày xưa, lúc bà nội còn tỉnh kìa. Bao nhiêu công chuyện nhà bà nội làm hết trơn. Bây giờ bà nội lẫn rồi, không còn biết một cái gì nữa. Gạo để ở đâu cũng không biết, mắm để ở đâu cũng không biết. Có một bữa bà nấu gạo, bà nấu bà lấy gạo bà không lấy, bà lấy cát bà làm cho một nồi, bà biểu tao ăn. Ban đêm không có đèn, tao quất vô một cái muốn chết luôn rồi. Bây giờ đó bà nội hay gom lá như vậy nè, nói đây là tiền, đây là tiền. Trời ơi thiệt là khổ quá đi. Đây là tiền, hèn gì. Hồi nãy á, con thấy bà nội á cha, nội đốt tiền á. Con hỏi nội nói gì, đốt gì. Nội nói đốt tiền, ai dè, đốt lá cây. Đó thì nội gom hết một đống như vậy nè, rồi nội đem nội đốt rồi. Cha kêu nội đốt hả? Ừ, cha kêu đốt. Ừ, hèn gì, con thấy nội bỏ mấy cái lá này vô mấy cái túi đỏ đỏ đó, đốt. Ây, thì đó, bà nội con lẫn rồi. Thiệt, khổ ghê đó. Lụm mấy cái lá này còn bỏ vô trong cái túi đỏ đỏ. Mà mấy cái túi... Mày nói mấy cái túi đỏ đỏ gì? Nó đỏ lắm. Nó đỏ, nó nhỏ vậy nè. Nó đỏ giống vậy không? Chính xác, nó y chang như vậy nè. Cái thằng chết mẹ rồi. Đốt hồi nào, đốt mấy túi. Dạ, 3-4 túi gì đó. Trời ơi, mấy cái túi đó là mấy cái túi tiền của tao. Tại sao lại nỡ lòng nào đem đi đốt? Tiền đó là tiền dành dụm tao bán củi biết bao nhiêu năm trời, để dành dụm là tương lai của mày, để sau này mày cưới vợ. Tại sao bà nội mày đốt? Mày không cản bà nội mày lại. Thì cha nói là bà nội lẫn rồi. Đừng có nghe bà nội nói gì, đừng có nghe. Thì con nghe lời cha thôi. Trời ơi, tại sao mẹ lại giết con như vậy? Trời ơi, tiền cưới vợ của con đó con ơi. Bây giờ bà nội mày đốt. Ê, trời ơi, hết tao rồi. Vô đỡ lên nha. Rồi để gì vậy, thả xuống đi, thả xuống đi. Cha lấy cái giò ra. Ui dạ. Cha chừng nào mới xả.
xong rồi. Xong rồi. Xong rồi hả? Ờ. Cha, hả? Xe này đẹp quá ha cha. Ê, coi cũng được. Dạ. Chút nữa cha đẩy con đi đi chơi nha cha. Yên tâm đi. Có cái xe này xong hả con ngồi lên xong cha kéo con ra ngoài chợ chơi. Cha cha. Cha chở con ngoài chợ xong cha chở con tới nhà thầy chơi luôn nha cha. Được rồi, cha chở mày đi học mỗi ngày luôn. Dạ, vui quá trời. Nhưng mà không được. Sao? Nếu mà cha đẩy con tới chợ rồi chở tới nhà thầy được chở đi học á, nhà nội ở nhà đốt nhà làm sao? Điều đó cũng là điều mà cha trăn trở đó. Bây giờ bà nội già rồi, ở nhà cũng không làm được cái gì. Mà nội lẫn quá rồi, lắm rồi nội hay đưa lấy lá nội đốt nữa. Không chừng có bữa nội đốt xong á, cháy nhà. Rồi nội ở trong nhà nội ra không kịp, rồi nội chết nữa. Bởi vậy cha mới tính đưa bà nội vô trong rừng ở. Có được không cha? Được. Cha đi củi cha thấy rồi. Ở trên rừng có cái hang núi, đưa bà nội vô trỏng ở là an toàn nhất. Vậy chừng nào mình mới đưa nội lên trỏng cha? Thì cái xe này đóng xong đó là cha tính đưa nội lên trên núi. Vậy cha chở con chút nha. Làm gì? Rồi xong. Vậy giờ đưa nội đi luôn hả? Vậy xe này xong rồi. Vậy thôi đi đi. Vô kêu nội. Dạ. Vô gói cho nội ít đồ ăn khô. Thôi đồ ăn ướt đi cha ơi. Đồ ăn ướt để mình ăn, đồ khô để cho nội ăn. Nội ăn như vậy nội uống nước vô nó nở ra nội no lâu hơn. Dạ. Nội ơi nội. Nội ơi. Nội ơi. Nội ơi nội. Cha cha, kéo tay cha, làm gì kéo chậm quá vậy? Sao con không đẩy phụ cha nặng quá đi? Con có đẩy mà. Ây cha. Trời ơi. À! Sao cha kéo mình cha mà mày ngồi lên luôn là sao? Mày không đẩy phụ cha. Con mệt muốn chết rồi. Cha cũng mệt quá. Ủa sao con dừng lại vậy con? Dạ cũng gần tới rồi má ơi. À. Cha. Hả? Sao cha bỏ nội trong đó vậy cha? Thì cha nói con rồi đó. Để cho bà nội trong đó an toàn hơn. Dạ. Lỡ như bà nội lạnh thì sao cha? Ở trong hang đá cũng không lạnh lắm đâu. Lỡ như thú dữ tới ăn thịt bà nội sao cha? Ăn thịt cái gì? Bởi vậy cha mới đem vô trong hang, chứ không thôi cha để ngoài rừng rồi. Vậy bà nội ở trong đói sao? Lấy con sao ý kiến nhiều quá. Thì chừng nào bà nội đói đó là cha đi làm lấy củi đó là cha đem cơm vô cho nội ăn. Dạ. Thôi nội, con cho nội cái áo nè nội. Có gì á bà nội đắp nha bà nội. Vậy con đưa má vô trong đó rồi chừng nào con rước má về. Thì chừng nào con nghỉ đóng củi xong rồi con đón má về. Rồi vậy chừng nào con mới nghỉ đóng củi lận. Trời má hỏi mắc cười quá, nhà mình hả mấy đời làm nghề đóng củi rồi. Bây giờ con làm không chừng là con tới già nữa, con có cháu nội y như má nữa, con cũng chưa hết làm nghề này nữa. Vậy má ở luôn trong đó suốt đời luôn hả con? Thì không sao đâu má ơi, má cứ vô đó má ở đi, không có gì đâu. Thôi con ở đây nha, cha đưa bà nội lên trên hang. Sao không cho con đi theo? Ở đây đi, mày đi lên đó, mày đi không được mày té bây giờ. Thú dữ ăn con sao? Có cái búa đó, dạ. Ở đó đi. Cha đi nhớ đó. Kéo bà nội cẩn thận nha cha. Ừ. Bà nội đi nha bà nội. À. Bà nội ở đó mạnh giỏi nha bà nội. À. Thiệt không hiểu cha nữa. Đúng là cái tuổi ăn tuổi ngủ. Mới lên trên núi xong rồi về là ngủ rồi. Ngủ xuống vậy là lỡ thú dữ nó ra là sao?
Dậy. Dạ. Dậy. Con có ngủ đâu. Con ngủ rồi sao con nằm xảy ra vậy? Trời ơi, con có ngủ đâu. Con thấy hết luôn á. Thấy hết luôn rồi hả? Dạ. Thôi đi về. Dạ. Đi. Cha đi chút đi. Ở đây đâu mất tiêu rồi. Tèo ơi. Tèo ơi Tèo. Tèo ơi. Tèo ơi Tèo. Dạ. Đi đâu vậy? Con lấy cái xe này. Con ơi bỏ xuống đi. Sao con cực vậy? Bỏ luôn cái xe đó đi. Đi đi về đi về. Thôi bỏ chi cho nó uổng. Uổng cái gì mình đâu có dùng nó nữa đâu. Có. Sau này cha có già giống lẫn giống như bà nội á, con cũng để cha lên cái xe này, kéo vô trong rừng, xong ẵm cha lên núi, bỏ vô trong cái hang đó đó, giống như bà nội đó cha. Chi vậy? Thì khỏi tốn quần áo, khỏi tốn thuốc men. Con đâu có được làm như vậy. Vậy sao? Mình bây giờ mình làm bà nội được. Vậy sau này con làm cha sao không được? Cha, sao cha khóc vậy cha? Hồi nãy con cũng thấy bà nội khóc y chang như cha á cha. Cha. Cha làm vậy là không đúng hả? Trời ơi. Con nói cha nghe này nha. Bà nội. Nhưng mà tại vì cha lo cho bà nội. Bà nội già rồi, bà nội lẫn rồi. Bà nội ở nhà con mình. Nhiều khi bà nội lỡ làm trái nhà rồi sao? Thì bà nội có lỡ làm trái nhà thì có sao đâu. Mình lên rừng á, mình chặt cây, mình về mình xây lại cái nhà khác. Còn nếu như bà nội chết á thì mình có tìm ra bà nội khác được không? Con hỏi cha, cha trả lời đi. Cha cứ ớ hoài. Ê cha, cha đây. Sao cha không về? Chờ con với cha ơi. Cha. Cha. Má. Sao má ngồi đây? Má đỡ thằng hai. Nó đi chặt củi xong rồi nó tới nó đem cơm cho má mà sao lâu quá nó không thấy nó. Con hai nè. Con sao con khóc vậy? Nín nín. Ôm nín nín đi con, ôm má thương nín nha. Cục cưng của má, cục vàng của má. Con đừng có khóc, má đau lòng lắm. Nằm xuống. Nằm xuống đây má ru con ngủ nha. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống má ru con ngủ ha. Công cha như núi Thái Sơn, tìm nghĩa mẹ như nước trong mùa chảy ra. Má ơi, má tha lỗi cho con nha má. Con bất hiếu với má. Má ơi, thôi mình về nha má. Về hả? Để con cõng má về. Con cõng má về nha má. Cha. Con nói cha nghe nè. Cha làm vậy mới đúng á. Nội á về rồi. Gia đình mình hạnh phúc rồi hai cha. Cha cõng nội về cho con nội, rồi. Nội, con thương nội lắm á nội. Cha, con cũng thương cha lắm. Thôi gia đình mình về chứ. Thôi đi về. Thôi mình về nha má. Cậu cha nha má.